Cuộc đánh chí mạng của Nga vào vùng Sumy khiến người Ukraina khốn khổ. Nga tuyên bố đáp trả sau khi bị UAV Ukraina đốt cháy kho đạn dược. Phương Tây đưa ra tuyên bố gay gắt về tương lai Ukraina. Ông Biden kiên quyết bác yêu cầu từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng. Thủ tướng Hungary bất ngờ tới Trung Quốc sau chuyến thăm Nga và Ukraina. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế 24 mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là những tin tức cập nhật về tình hình chiến sự tại Ukraina. Kiev và loạt tỉnh Ukraina dung chuyển vì bị dội 40 tên lửa, hàng chục người chết. Thủ đô Kiev cùng nhiều thành phố lớn của Ukraina dung chuyển vì bị dội tên lửa quy mô lớn sáng ngày 8 tháng 7 khiến hơn 7 người thương vong và thiệt hại nặng nề về hạ tầng dân sự. Sáng mùng 8 tháng 7, theo giờ địa phương, một loạt thành phố lớn ở Ukraine rung chuyển vì bị dội tên lửa quy mô lớn, khiến 21 người chết và 50 người bị thương, tờ The Kiev Independent đưa tin. Các thành phố này bao gồm thủ đô Kiev, Dnipro và Rih ở tỉnh Dnipropetrovsk, Sloviansk, Provsk và Kramatorsk ở tỉnh Donetsk. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cho biết khoảng 40 tên lửa các loại đã được phóng nhằm vào Ukraine trong vụ tấn công trên. Các kênh giám sát Telegram đưa tin tên lửa đã đi vào không phận Ukraine vào khoảng 10 giờ sáng theo giờ địa phương, trong đó có tên lửa đạn đạo Kinzhal. Theo các phóng viên của The Kyiv Independent có mặt tại hiện trường, có thể nghe thấy hơn 10 vụ nổ ở Kiev. Ngoài thương vong, đòn tấn công tên lửa còn khiến nhiều tòa nhà dân cư, các công trình dân sự, bệnh viện ở các thành phố trên bị hư hại nặng nề. Nhiều địa phương chìm trong khói lửa. Phía Ukraine cáo buộc nga đứng sau vụ tấn công, Moscow chưa lên tiếng về cáo buộc của Kiev. Cuộc đánh chí mạng của Nga vào vùng Sumy khiến người Ukraine khốn khổ. Thưa quý vị, mới đây một cuộc tấn công của Nga vào một cơ sở điện ở Ukraine đã khiến 100.000 người dân ở vùng Sumy phía tây bắc Ukraine phải sống trong cảnh mất điện. Nhà điều hành lưới điện quốc gia Urenego cho biết công việc đang được tiến hành để khôi phục nguồn điện sau khi cuộc tấn công gây ra tình trạng mất điện khẩn cấp cho người tiêu dùng tại thành phố và khu vực Sumy giáp biên giới với Nga. Reuters đưa tin không có báo cáo về thương vong hay thiệt hại ngoài cơ sở năng lượng. Nga tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine, thường xuyên khiến đất nước này rơi vào tình trạng mất điện kéo dài, khiến người dân phải chịu những điều kiện mùa hè oi bức mà không có nước sạch, điều hòa, không khí hoặc các thiết bị y tế cứu sinh. Công ty năng lượng quốc gia Ukrainego cho biết, chỉ riêng trong 3 tháng qua, Ukraine đã mất 9 gigawatt công suất phát điện, mất tất cả các nhà máy nhiệt điện vào tay kẻ thù và chứng kiến tất cả các địa điểm thủy điện bị hư hại do máy bay không người lái hoặc tên lửa tấn công. Theo nhà điều hành lưới điện quốc gia, lượng điện này đủ để cung cấp điện cho toàn bộ Hà Lan trong những giờ tiêu thụ cao điểm và hơn một phần ba công suất mà Ukraine có trước khi cuộc chiến nổ ra tháng 2 năm 2022. Ba Lan đã chuyển hướng điện dư thừa sang Ukraine để giúp nước này đối phó với các cuộc không kích của Nga. Nhưng Ukraine đã lên lịch cắt điện trong cả ngày trên khắp cả nước vì sản lượng điện trong nước và điện nhập khẩu không đủ bù đắp lượng điện thiếu hụt. Maria Tsaturian từ Ukraine Nego nói với BBC rằng bà biết rằng có rất nhiều sự tức giận hướng đến công ty của bà vì đã cắt điện quá thường xuyên trong thời gian dài đối với quá nhiều khách hàng. Nhưng bà nói rằng không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta đang trong thời chiến, ngành năng lượng là một trong những mục tiêu của bọn khủng bố Nga và vì lý do thì rất rõ ràng. Toàn bộ cuộc sống của chúng ta, toàn bộ nền văn minh của chúng ta đều được xây dựng dựa trên điện, bà nói đây là cái giá chúng ta phải trả cho sự tự do. Trong khi đó, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 24 trong số 27 máy bay không người lái cảm tử Shahid mà Nga phóng vào đêm mùng 5, mùng 6 tháng 7. Bộ Tư lệnh Không quân đưa tin trên Telegram, các máy bay không người lái đã bị chặn trên các khu vực bao gồm vùng Sumy bằng cách sử dụng hệ thống gây nhiễu điện tử và phòng không. Hãng này cho biết nga tuyên bố đáp trả sau khi uav ukraine đốt cháy kho đạn dược trong tuyên bố mới đây nga tuyên bố sẽ phản ứng trước các cuộc tấn công của ukraine vào vùng lãnh thổ nước này sau khi một uav đốt cháy kho đạn của moscow dẫn đến việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực vodonet ở tây nam nước nga các nguồn tin từ ukraine cho biết nhà kho trên bị nhắm tới bởi nó được sử dụng để cung cấp đạn dược cho quân đội Nga đang chiến đấu ở Ukraine. Thống đốc khu vực Voronezh, ông Alexander Kusev cho biết, lực lượng phòng không của chúng tôi đang làm nhiệm vụ trên khu vực Voronezh vào tối qua đã phát hiện một số UAV và thực hiện vụ tấn công phá hủy chúng. Đám cháy bùng lên ở nhà kho do một mảnh vỡ rơi xuống. Một số thứ đã bị kích nổ ở quận Pororesky, Ông không nêu cụ thể nơi diễn ra vụ tấn công, nhưng cho biết các nhà chức trách địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Không có ai bị thương trong vụ tấn công, chỉ có hai người cao tuổi được đưa tới bệnh viện để kiểm tra. Thống đốc Vodronet cho hay, cho đến nay khoảng 50 người ở ba khu dân cư đã được đưa tới các trung tâm lưu trú tạm thời. Chúng tôi đang cung cấp cho họ tất cả sự hỗ trợ cần thiết một nguồn tin Ukraine thân cận với vấn đề cho biết các UAV của Tổng cục An ninh Ukraine SBU đã nhắm vào nhà kho bởi nó đang được sử dụng để cung cấp đạn dược cho quân đội Nga giao tranh ở Ukraine. Nguồn tin này cho biết, Nga đang lưu trữ các tên lửa đất đối đất và đất đối không, cũng như đạn pháo, xe tăng và pháo, cùng với các thùng đạn dược cho súng cầm tay trên một khu vực rộng 9.000m2. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, sau vụ tấn công rằng Tổng thống khẳng định chúng tôi sẽ phản ứng và chúng ta sẽ thấy điều đó trong tương lai gần. Bộ Quốc phòng Nga ngày 7 tháng 7 cũng cho biết các cuộc tấn công UAV của Ukraine đã bị đánh chặn tối ngày 6 tháng 7 ở khu vực biên giới Belgorod. Trong khi đó, các cuộc tấn công của Nga vẫn tiếp diễn ở Kharkov. Nga dội tên lửa phá hủy cứ điểm của Ukraine theo trang tin Navia.pro của Nga ngày 7 tháng 7 đưa tin, lực lượng tên lửa của nhóm chiến đấu phía Tây của Nga đã thực hiện cuộc tấn công lớn vào các vị trí của quân đội Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS Gras. Theo nguồn tin trên, Nga đã thực hiện 20 vụ phóng tên lửa trong chưa đầy một phút nhờ việc sử dụng 5 bệ phóng. Cuộc tấn công này là một phần của chiến dịch toàn diện nhằm chấn áp các đơn vị của Ukraine trên một khu vực chiến lược của mặt trận video do avia pro đăng tải cho thấy hàng trăm quả tên lửa đã tấn công chiến hào và công sự của đối phương gây thiệt hại đáng kể và tạo ra nhiều hỗn loạn trong hàng ngũ của ukraine theo các chuyên gia quân sự việc sử dụng hỏa lực lớn như vậy có thể làm suy yếu đáng kể khả năng chiến đấu của đối phương và mở đường cho hoạt động tấn công tiếp theo Trước đó cùng ngày, Nga cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn thành công 5 tên lửa dẫn đường từ bệ phóng HIMARS của Ukraine. Những mảnh đạn pháo bị văng ra đã gây ra đám cháy lớn tại vùng Azov. Hiện đám cháy đã được khống chế và lực lượng cứu hộ tiếp tục làm việc tại hiện trường để dập tắt hoàn toàn đám cháy. Phương Tây đưa ra tuyên bố gay gắt về tương lai Ukraine liên quan đến cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 năm. Theo nhà báo Ireland, Joe Borges cho biết trên mạng xã hội X, NATO sẽ không cho phép đạt được hòa bình ở Ukraine vì điều đó không phù hợp với lợi ích của Liên minh. Theo ông, chỉ có hòa bình mới khiến NATO sợ hãi hơn chiến tranh. Đó là lý do vì sao Liên minh này vẫn tiếp tục tồn tại 33 năm sau khi Liên Xô biến mất. Đó là lý do cho sự tồn tại và hình thành của Liên minh này. Cũng chính vì lẽ đó mà Liên minh phải tránh hòa bình ở Ukraine bằng mọi giá. Như thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov lưu ý, các nước NATO đang cố tình tiến vào một vòng leo thang căng thẳng mới khi kích động Ukraine tiếp tục cuộc chiến vô nghĩa. Theo ông, điều này chắc chắn sẽ gây ra hậu quả và cuối cùng sẽ gây tổn thất lớn cho lợi ích của những nước đi theo con đường leo thang xung đột. Nga đã nhiều lần nhấn mạnh rằng họ không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ quốc gia nào trong liên minh Bắc Đại Tây Dương, nhưng sẽ không bỏ qua những hành động có khả năng gây nguy hiểm cho lợi ích của mình. Đồng thời, nước này vẫn sẵn sàng đối thoại nhưng phải trên cơ sở bình đẳng và phương Tây phải từ bỏ lộ trình quân sự hóa châu Âu. Thủ tướng Israel nêu điều kiện ngừng bắn ở Gaza. Xin chuyển sang tình hình xung đột ở khu vực Trung Đông. Theo tham gia với Israel, trong ngày 7 tháng 7, giới chức Palestine đã thông báo về việc Hamas đang chờ phản hồi của Israel về thỏa thuận ngừng bắn tại giải Gaza. Trước đó, giới chính trị Hamas về cơ bản đã chấp nhận đề xuất của Mỹ về thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin theo từng giai đoạn. Hamas đồng ý nhượng bộ không yêu cầu israel phải ngay lập tức rút quân ra khỏi giải gaza ở chiều ngược lại thủ tướng israel benjamin netanyahu nhấn mạnh rằng mọi thỏa thuận ngừng bắn đều phải kèm theo điều khoản cho phép tel aviv mở lại chiến dịch quân sự cho đến khi đạt được toàn bộ mục tiêu các mục tiêu này bao gồm việc giải cứu toàn bộ con tin phá hủy năng lực quân sự của hamas và ngăn chặn nguy cơ trong tương lai cũng theo ông netanyahu các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục trong tuần này nhưng không tiết lộ thêm thông tin cụ thể nào theo cơ quan y tế Gaza, đã có hơn 38.000 người Palestine thiệt mạng khi cuộc xung đột Israel-Hamas bước sang tháng thứ 10. Hezbollah lần đầu tiên tấn công mục tiêu quân sự của Israel Cập nhật thông tin mới nhất hôm 7 tháng 7, Hezbollah được cho là đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một mục tiêu quân sự của Israel tại cao điểm thuộc cao nguyên Golan của Syria do Israel chiếm đóng. Mặc dù Hezbollah đã nhiều lần tấn công vào các khu vực khác nhau ở cao nguyên Golan, nhưng lực lượng này cho biết đây là cuộc tấn công đầu tiên vào mục tiêu quân sự ổ độ cao nhất trong vùng lãnh thổ do Israel kiểm soát kể từ khi bắt đầu cuộc giao tranh với Israel vào ngày 8 tháng 10 năm 2023. Mục tiêu quân sự Israel bị tấn công ở trên núi Hermon, nơi có các cơ sở quân sự quan trọng của nước này phục vụ hoạt động giám sát, do thám và phòng không. Các cuộc tấn công lẫn nhau giữa Israel và Hezbollah đã gia tăng về cường độ và mức độ trong thời gian gần đây. Với việc Israel tiêu diệt nhiều thành viên Hezbollah, trong đó có các chỉ huy cấp cao, trong khi lực lượng được Iran hậu thuẫn cũng tiến hành các cuộc tấn công với hàng trăm tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Israel. Xung đột tiếp tục leo thang giữa Israel và Hezbollah, trong khi thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin giữa Israel và Hamas chưa có tiến triển tích cực, làm dấy lên lo ngại về cuộc chiến tranh toàn diện giữa Israel và Hezbollah, có thể gây ra một cuộc chiến rộng lớn hơn, gây hậu quả thảm khốc cho khu vực Trung Đông. Ông Biden kiên quyết bác yêu cầu từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng Xin chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác sau màn tranh luận trực tiếp trên truyền hình lép vế trước đối thủ Donald Trump tối 27 tháng 6 và cuộc phỏng vấn bị đánh giá kém thuyết phục với hãng thông tấn ABC vào tuần trước. Tổng thống Biden tiếp tục đối mặt với áp lực tăng cao khi một nhóm nghị sĩ cấp cao của Đảng Dân Chủ họp trực tuyến với lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakim Jeffries hôm 7 tháng 7 để than phiền về cơ hội chiến thắng của ông. Theo báo Guardian, các hạ nghị sĩ Jerry Nassler đến từ bang New York và Jasmine Raskin đại diện của bang Maryland nằm trong số các nhà lập pháp dân chủ đã nói với ông Jeffries rằng ông Biden nên rời khỏi cuộc đua vào ghế tổng thống Mỹ năm nay. Một nguồn thạo tin tiết lộ với đài CNN, số nghị sĩ dân chủ tuyên bố rõ ràng rằng ông Biden không nên trở thành ứng cử viên đại diện đảng đấu chung kết với ông Trump vào ngày tổng tuyển cử mùng 5 tháng 11. Hiện nhiều hơn số nhà lập pháp lên tiếng ủng hộ ông tiếp tục cuộc đua. Adam Schiff, một nghị sĩ dân chủ có ảnh hưởng tại Hạ viện Mỹ, công khai kêu gọi Tổng thống Biden nên chuyển ngọn đuốc cho người khác nếu ông không thể giành chiến thắng áp đảo trong các cuộc bỏ phiếu vào tháng 11 tới. Trong khi đó, lãnh đạo Nhà Trắng sắp mãn nhiệm tiếp tục tham gia các cuộc gặp gỡ cử tri và nhà tài trợ cho chiến dịch vận động tái tranh cử của mình ở bang chiến địa Pennsylvania. Ông Biden không hề đề cập đến sức khỏe và thể lực khi phát biểu trước một giáo đoàn ở nhà thờ ở Philadelphia hôm 7 tháng 7. Chúng ta phải đoàn kết nước Mỹ một lần nữa, đó là mục tiêu của tôi, là những gì chúng tôi sẽ làm. Sau đó ông Biden bất ngờ dừng chân tại một văn phòng tranh cử địa phương, động thái báo hiệu các sự kiện ngoài dự kiến, không lên kế hoạch trước như các đồng minh khuyến khích ông thực hiện. Điểm dừng chân thứ ba của Tổng thống là Harrisburg, nơi ông khoe là nhận được sự hậu thuẫn của các quan chức dân chủ là Thượng nghị sĩ John Festerman, Hạ nghị sĩ Madeline Dean và Phó thống đốc bang Pennsylvania Austin Davis. Thủ tướng Hungary bất ngờ tới Trung Quốc sau chuyến thăm Nga và Ukraine. Theo hãng tin Triều ông Orbán tới Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến công du sứ bệnh hòa bình sau khi ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moscow và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kiev. Nhà lãnh đạo Hungary xác nhận ông đã đến Trung Quốc với bức ảnh được Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh chào đón tại sân bay. Bài đăng trên mạng xã hội X trước đây là Twitter vào sáng ngày 8 tháng 8. Thủ tướng Orbán viết, Sứ mệnh hòa bình 3.0 Bắc Kinh Trước đó, thông tin về việc nhà lãnh đạo Hungary có thể tới Bắc Kinh lần đầu tiên được Cổng Thông tin Hungary 444 tiết lộ hôm 7 tháng 7. Cổng thông tin này cho hay, ông Orbán sự kiến đến Trung Quốc vào dạng sáng thứ hai. Hồi tuần trước, ông Orbán đã tới Kiev và gặp Tổng thống Zelensky nhằm thuyết phục nhà lãnh đạo Ukraine xem xét các cuộc đàm phán ngừng bắn với Moscow. Thủ tướng Hungary sau đó còn bất ngờ tới Moscow mà theo văn phòng của ông Orbán, đây là một phần trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình của ông. Hai nhà lãnh đạo Nga và Hungary đã có các cuộc thảo luận kéo dài nhiều giờ nhằm tìm ra lối thoát ngắn nhất cho cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, ông Orbán thừa nhận Moscow và Kiev vẫn còn nhiều bất đồng và Tổng thống Zelensky không thực sự thích các đề xuất của ông. Chuyến thăm bất ngờ của ông Orbán tới Nga đã vấp phải sự chỉ trích của Kiev và các nhà lãnh đạo EU. Song Thủ tướng Hungary tuyên bố một trong những bước quan trọng nhất để chấm dứt xung đột là thiết lập liên lạc và ông không yêu cầu EU ủy quyền để thúc đẩy hòa bình. Hungary hiện giữ chức chủ tịch luân phiên EU và là một trong số ít thành viên trong khối cùng với các nước láng giềng Slovakia duy trì tính trung lập và từ chối gửi vũ khí cho Ukraine. Bạo loạn bao trùm nước Pháp sau bầu cử Thưa quý vị, các cuộc bạo loạn, đụng độ và cướp bóc đã nổ ra trên khắp nước Pháp khi những người ủng hộ cánh tả tràn ra đường để ăn mừng chiến thắng của Liên minh Mặt trận Bình dân mới trước Đảng Tập hợp Quốc gia Cánh hữu và Đảng Trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron vào ngày 7 tháng 7. Hơn 30.000 cảnh sát chống bạo động, bao gồm 5.000 người chỉ tính riêng ở Paris đã được triển khai trên khắp nước Pháp để ngăn chặn bạo lực khi căng thẳng chính trị gia tăng trước thềm cuộc bầu cử giữa phe cánh hữu và cánh tả. Ngay sau khi kết quả sơ bộ được công bố vào đêm 7 tháng 7, các cuộc bạo loạn đã nổ ra tại cuộc biểu tình của mặt trận bình dân mới ở trung tâm thành phố Paris và sau đó là nàng Lyon, Marseille và Ghent cũng tham gia. Đám đông tụ tập tại quảng trường Cộng Hòa bắn pháo hoa và hô vang những người trẻ tuổi hãy vứt bỏ mặt trận quốc gia. Cảnh sát đã cố gắng giải tán đám đông bằng hơi cay trong tuyệt vọng khi đám đông đội mũ trùm đầu và đeo mặt nạ bắt đầu ném chai lọ, dựng rào chắn và đốt xe đạp có ít nhất một cảnh sát đã bị thương do bom xăng. Trong đoạn video được đăng trực tuyến, cảnh sát được nhìn thấy đang lao về phía trung tâm quảng trường. Nhiều đội cứu hỏa đã được triển khai để dập tắt các đám cháy do những người bạo loạn gây ra. Các nhà hàng, ngân hàng và nhiều địa điểm khác ở Paris đã cố gắng bảo vệ cửa sổ bằng các tấm gỗ trước ngày bầu cử. Nhưng đám đông vẫn được cho là đã cướp phá một số cửa hàng. Triều Tiên phản ứng gắt về cuộc tập trận bắn đạn thật của Hàn Quốc theo Zonhap ngày 8 tháng 7, bà Kim jo Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã lên án mạnh mẽ đợt tập trận bắn đạn thật của Hàn Quốc. Bà Kim mô tả đây là hành động khiêu khích trắng trợn và Bình Nhưỡng sẽ có những biện pháp đáp trả tương xứng. Bà Kim cho biết, mọi người đều hiểu rõ sự nguy hiểm của các đợt tập trận bắn đạn thật sát biên giới. Đây là hành động gây bất ổn cho tình hình an ninh khu vực và Triều Tiên sẽ xem xét các động thái quân sự nhằm đáp trả. Trong trường hợp chúng tôi cảm thấy chủ quyền của mình bị vi phạm, lực lượng vũ trang Triều Tiên sẽ ngay lập tức thực hiện nhiệm vụ và nghĩa vụ theo hiến pháp. Tuyên bố của em gái Kim Jong-un được đưa ra sau khi Hàn Quốc nối lại việc tập trận bắn đạn thật gần biên giới Triều Tiên lần đầu tiên sau 6 năm. Trước đó, Seoul cũng đã đình chỉ hoàn toàn thỏa thuận quân sự liên triều với Bình Nhưỡng. Thỏa thuận được ký vào năm 2018 đã áp đặt một số biện pháp nhằm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, bao gồm hạn chế các cuộc tập trận và thiết lập vùng cấm bay dọc biên giới. Theo Seoul căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã leo thang nhanh chóng trong vài tuần trở lại đây. Phía Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng gây nhiễu sóng GPS và xây dựng các công sự mới tại khu vực phi quân sự DMZ. Ngoài ra, Triều Tiên cũng thả hàng nghìn quả bóng bay chứa xác qua biên giới nhằm đáp trả chiến dịch tuyên truyền bằng loa và chuyến đơn của Hàn Quốc. Binh sĩ Ukraine vượt sông Dnieper tìm đến quân trại Nga đầu hàng. Quân Nga pháo kích điểm tập trung binh sĩ Ukraine. Hamas nhượng bộ về đàm phán Gaza, áp lực gia tăng lên Thủ tướng Israel. Giới chức NATO lo ngại về khả năng tái đắc cử của Tổng thống Biden. Bầu cử Pháp, phe cực hữu mất cơ hội nắm chính phủ, Thủ tướng Atan bất ngờ từ chức. Dộ tin đồn MH370 trở về sau 10 năm mất tích. Thưa quý vị, ngày 7 tháng 7, Royal Novotis dẫn nguồn tin riêng cho biết bốn binh sĩ Ukraine sử dụng bè tự chế đã bơi qua sông Dnipr từ hữu ngạn sang tả ngạn và đầu hàng một cách có tổ chức trước quân đội Nga ở vùng Kherson. Raya Novotis cũng đăng tải một đoạn video do máy bay ảnh nhật ghi lại thời điểm các binh sĩ Ukraine vượt sông vào ban đêm. Ngay khi lên bờ, cả bốn người này đều giơ tay đầu hàng và đợi binh sĩ Nga đến. Những binh sĩ Ukraine cho biết họ đã sử dụng bè tạm làm từ chai nhựa rỗng để vượt qua sông Dnipro, khu vực chảy qua vùng Kherson. Trước khi đầu hàng, các binh sĩ này đã liên lạc với phía Nga thông qua một kênh đặc biệt. Việc băng qua sông Dnipro được xem là hành động khá nguy hiểm bởi con sông này có đoạn rộng đến vài trăm mét sơn là một trong bốn vùng lãnh thổ tiến hành trưng cầu dân ý sắp nhập vào Nga năm 2022. Hiện nay, Moscow chỉ kiểm soát lãnh thổ Kherson ở tả ngạn sông Dnipro. Theo Bộ Quốc phòng Nga, chỉ trong tuần qua đã có tổng cộng 32 binh sĩ Ukraine đầu hàng phía Nga. Tuy nhiên, quân đội Nga không bình luận về sự việc. Đây không phải là lần đầu tiên các binh sĩ Ukraine vượt sông Dnipro để đầu hàng Nga. Và đầu tháng 6, một quân nhân khác cũng sử dụng một chiếc bè tạm thời làm từ chai ngựa để băng qua sông và hạ vũ khí. Binh sĩ này giải thích đã chọn đầu hàng vì quân đội Ukraine đã lên kế hoạch triển khai lữ đoàn của anh ta đến vùng Kharkov. Trong khi đó, Ukraine vẫn đang vật lộn để bù đắp những tổn thất nặng nề trong cuộc giao tranh với Nga. Những nỗ lực tổng động viên thêm binh sĩ của Ukraine không đạt được nhiều kết quả bởi tình trạng trốn nghĩa vụ và tham nhũng. Kể từ đầu năm, Kiev đã mở rộng đáng kể các quy định về nghĩa vụ quân sự và hạ độ tuổi giới hạn từ 27 xuống 25. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Kiev cũng tiếp tục chịu tổn thất nặng nề ở tiên tuyến. Quân đội Ukraine gần đây đã mất khoảng 13.500 quân nhân chỉ trong một tuần. Cũng trong ngày 7 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị pháo binh của Cộng quân phía Bắc gần đây đã tập kích một điểm tập trung binh sĩ Ukraine bằng đạn dẫn đường. Hãng tin tác dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết rằng các đơn vị pháo binh thuộc Cộng quân phía Bắc đã phá hủy một điểm tập trung binh lực của đối phương trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Nhiệm vụ tấn công với sự hỗ trợ từ trinh sát đường không đã hoàn tất. Chiếc máy bay không người lái UAV được trang bị camera ảnh nhiệt đã cung cấp thông tin về nơi đối phương tập trung binh sĩ, sau đó nhanh chóng chuyển dữ liệu tọa độ về cho các đơn vị tác chiến pháo tự hành MSDAS. Cũng theo thông cáo trên, phía Ukraine đã cố thực hiện một số đòn đáp trả nhưng không thành công. Đoạn video được Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy các binh sĩ nước này đã sử dụng pháo MSTAS bắn đạn dẫn đường Krasnopol nhằm vào một số công trình được cho là nơi tập trung của lính Ukraine. Toàn bộ vụ pháo kích được camera gắn trên UAV trinh sát quay lại. Báo Ukrainska Prava ngày 7 tháng 7 dẫn nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine SSU cho biết, thiết bị bay không người lái UAV của cơ quan này đã tấn công một địa điểm lưu trữ đạn dược dã chiến gần làng Sigevska thuộc tỉnh Voronezh của Liên bang Nga vào đêm 6 dạng sáng ngày 7 tháng 7 và gây ra một vụ nổ lớn. Một tin từ cơ quan an ninh Ukraine SSU lưu ý rằng người Nga đã cất giữ tên lửa đất đối đất và tên lửa đất đối không cũng như đạn pháo cho xe tăng, lực lượng pháo binh và hộp tiếp đạn cho súng tại cơ sở có diện tích 9.000m2 này. Những vũ khí nêu trên được cho là sẽ được chuyển đến chiến trường và trong tương lai gần nhất. Khả năng cao sẽ xảy ra những vụ nổ bất ngờ tại các cơ sở của ngành công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga, nơi đang hỗ trợ cuộc chiến chống Ukraine. Về phía Liên bang Nga, thống đốc tỉnh Voronezh, Ông Alexander Gulsev tuyên bố trên kênh Telegram của mình rằng các đơn vị phòng không Nga đã phá hủy một thiết bị bay không người lái trên bầu trời tỉnh này vào đêm mùng 6 dạng sáng ngày mùng 7 tháng 7. Thống đốc tỉnh Voronezh cho biết thêm các mảnh vỡ của thiết bị bay không người lái rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn tại một trong những nhà kho và gây ra vụ nổ chất nổ không xác định ở quận Porozhensky. Sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái được cho là của lực lượng vũ trang Ukraine nêu trên, hãng thông tấn TASS cho hay vào ngày 7 tháng 7, ông Gusev đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại một khu định cư ở quận Burgansky. Theo thống tốc tỉnh Voronezh, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để làm nhiệm vụ. Nhà chức trách đã sơ tán cư dân trong ngôi làng đến các cơ sở tạm trú và đóng cửa một đoạn đường cao tốc. Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine mới đây đã lên tiếng khẳng định nước này sẵn sàng công bố điều kiện hòa đàm với Nga thông qua các quốc gia thứ ba, nhưng các nhà hòa giải tiềm năng phải có phát biểu công khai phù hợp với quan điểm của Kiev. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã bắt đầu sứ mệnh gìn giữ hòa bình khi đến thăm Kiev vào ngày 2 tháng 7 và đề xuất với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lệnh ngừng bắn nhanh chóng nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Ông Orbán sau đó tới Moscow để thảo luận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về lối thoát ngắn nhất cho cuộc xung đột. Theo hãng tin RBK, Bộ Ngoại giao Ukraine đã bày tỏ sự không hài lòng khi nhà lãnh đạo Hungary đến Nga mà không có sự chấp thuận hoặc phối hợp với Kiev. Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia hôm 6 tháng 7, ông Mikhail Volodyak, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine cho rằng các nhà hòa giải nên cư xử khác đi. Ông Polodiak nhấn mạnh bất kỳ quốc gia nào nghiêm túc trong việc hòa giải sẽ không công khai đưa ra những tuyên bố tầm thường. Khi họ nói chúng tôi ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay lập tức, điều đó cho thấy họ chưa sẵn sàng cho sứ mệnh hòa giải. Các cuộc xung đột lớn đòi hỏi một cách tiếp cận khác, nhưng không đề cập cụ thể tên quốc gia nào hay tên Thủ tướng Hungary. Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Orbán đánh giá quan điểm của Moscow và Kiev vẫn rất xa nhau, đồng thời lưu ý rằng Tổng thống Ukraine Zelensky không thích các đề xuất của ông lắm. Tuy nhiên, ông Obama tin việc thiết lập liên lạc là bước quan trọng nhất và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực này trong tương lai. Theo đài rt, sau cuộc gặp ông Obama, tổng thống nga Putin đã nhắc lại việc Moscow sẵn sàng giải quyết tình trạng thù địch không qua đàm phán. Ông Putin đồng thời cáo buộc giới lãnh đạo Ukraine có vẻ vẫn nhất quyết theo đuổi giải pháp đối đầu quân sự đến cùng. Lãnh đạo điện Kremlin tuyên bố Nga ủng hộ việc chấm dứt hoàn toàn xung đột nhưng phản đối lệnh ngừng bắn hoặc tạm dừng giao tranh để kẻ có thể sử dụng cho phục hồi, tái tập hợp lực lượng và tái vũ trang. Tiếp tục chương trình với một số tin tức quốc tế liên quan đến tình hình tại khu vực Trung Đông, lực lượng Hamas của Palestine đã tỏ rõ sự nhượng bộ lớn khi từ bỏ yêu cầu Israel phải ngừng bắn vĩnh viễn để chấp nhận đề xuất ngừng bắn mới nhất của Mỹ các bên đều khẳng định đây là một bước ngoặt tiến bộ lớn để israel và hamas đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin theo ba giai đoạn tuy nhiên việc đàm phán vẫn đang diễn ra và các bên vẫn còn nhiều việc phải làm các nguồn tin từ hamas vừa xác nhận ngoài việc từ bỏ yêu cầu israel ngừng bắn vĩnh viễn Hamas cũng đồng ý với đề xuất đàm phán trả tự do cho các con tin bao gồm cả binh sĩ và những người đàn ông khỏe mạnh. Sớm hơn đề xuất ban đầu, cụ thể là 16 ngày sau giai đoạn đầu tiên của dự thảo thỏa thuận ngừng bắn, theo giới chức Palestine điều này có thể giúp các bên sớm đạt được một thỏa thuận khung về ngừng bắn và trao đổi con tin tù nhân. Trong khi đó, phía Israel cũng cho rằng đang có một cơ hội ngừng bắn thực sự song vẫn còn một số vấn đề cần thảo luận thêm dự kiến tuần tới các bên gồm đại diện của mỹ israel ai cập qatar sẽ thảo luận về các yêu cầu của hamas về việc các nhà trung gian sẽ phải đảm bảo rằng văn bản về đề xuất ngừng bắn tạm thời tăng cường viện trợ nhân đạo và việc israel phải rút quân khỏi các khu vực đông dân cư cuối tuần qua người dân israel đã xuống đường gây áp lực chính phủ israel nhanh chóng chấp nhận đề xuất ngừng bắn và đưa con tin về nhà sau khi hamas đã thể hiện rõ sự nhượng bộ tuy nhiên một số người dân israel vẫn lo ngại thủ tướng netanyahu sẽ khó chấp nhận ngừng bắn vì những toàn tính chính trị của riêng ông Ngày 7 tháng 7, lực lượng hải quân của Liên minh châu EU nhằm bảo vệ an toàn cho tàu thuyền đi qua biển đỏ cho biết đã phá hủy hai thiết bị bay không người lái UAV ở Vịnh Aden. Thông báo cho biết, khinh hạm Sarah đã thực hiện nhiệm vụ này, song không nêu thêm chi tiết. Cuối tháng 2 vừa qua, EU đã chính thức triển khai phái bộ ASPI nhằm bảo đảm an toàn cho việc vận chuyển hàng hóa tại biển đỏ trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nối tiếp chương trình với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác dẫn các nguồn thạo tin ở politico mới đây cho hay giới chức tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato đang lo ngại về việc ông joe biden có thể thua cuộc trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới theo nguồn tin giới chức nato tin rằng việc ông donald trump trở lại nắm quyền sẽ gây tổn hại đến tình hình và làm tê liệt nỗ lực chiến tranh ở ukraine tờ politico dẫn lời một quan chức giấu tên cho hay tất cả chúng tôi đều muốn ông biden có nhiệm kỳ thứ hai để tránh phải đối phó với ông trump một lần nữa nhưng điều này không thực sự chắc chắn theo báo cáo, quan chức này cũng bày tỏ lo ngại về tuổi tác và sức khỏe của ông Biden. Trong suốt cuộc tranh luận đầu tiên với ông Trump hôm 27 tháng 6, ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa, ông Biden đã tỏ ra bối rối và không mạch lạc. Màn thể hiện kém thuyết phục cử tri của ông Biden đã khiến một số chính trị gia đảng Dân Chủ, các nhà tài trợ và những người ủng hộ khác lo ngại. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới. Các ứng cử viên chính dự kiến có tên trong lá phiếu là ông Biden và ông Trump. Cả hai đều giành được đủ số phiếu đại biểu để trở thành ứng cử viên của Đảng Dân chủ và Cộng hòa. Ông Trump và ông Biden sẽ tiếp tục tranh luận vào ngày mùng 10 tháng 9. Theo kết quả thăm dò dư luận do CNN tiến hành ngay sau khi kết thúc cuộc tranh luận, phần lớn khán giả theo dõi đánh giá cựu tổng thống Trump đã có màn thể hiện tốt hơn so với tổng thống Biden với tỷ lệ lần lượt là 67% và 33%. Bên cạnh đó, 57% số người được hỏi nói họ không tin vào khả năng điều hành của tổng thống Biden. 44% cho biết không thực sự tin tưởng vào khả năng ông Trump sẽ trở thành tổng thống. Chính giới Mỹ cũng có những phản ứng trái chiều về kết quả của cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Mỹ, Steve Scalise đánh giá ứng cử viên Trump có màn thể hiện vượt trội và là người chiến thắng trong màn so găng trực tiếp đầu tiên này. Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio cho rằng cuộc tranh luận sẽ giúp nhiều người Mỹ nhận ra ông Donald Trump là người phù hợp hơn để trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Còn tại cuộc bầu cử Pháp, trong khi kết quả bầu cử vòng 2 cho thấy đảng cực hữu Tập hợp quốc gia RN chỉ về thứ ba và không có khối chính trị nào giành được ít nhất 289 ghế để tạo thành đa số tuyệt đối tại quốc hội thì thủ tướng Pháp Gabriel Attal đã tuyên bố từ chức. Ngày 7 tháng 7, đông đảo cử tri Pháp đã tiến hành bầu cử vòng 2 để lựa chọn 501 đại biểu còn lại vào Quốc hội, ngoài 76 đại biểu đã được bầu ở vòng 1. Kết quả kiểm phiếu sơ bộ ngay sau bầu cử do Bộ Nội vụ Pháp công bố, với từ 178 đến 205 đại biểu, liên minh mặt trận Bình dân mới (NFP) đã giành vị trí đứng đầu. Phe của tổng thống Emmanuel Macron tuy mất đa số tương đối nhưng vẫn về vị trí thứ hai với từ 157 đến 174 ghế. Một bất ngờ lớn là mặc dù đã giành vị trí đứng đầu ở vòng 1 với gần 34% phiếu bầu, song đảng cực hữu tập hợp quốc gia RN chỉ về vị trí thứ ba tại vòng 2 với từ 113 đến 148 ghế, không còn cơ hội nắm chính phủ. Kết quả kiểm phiếu khẳng định không có khối chính trị nào giành được ít nhất 289 ghế để tạo thành đa số tuyệt đối tại Quốc hội Pháp. Tuy vậy, với thắng lợi hoàn toàn bất ngờ, NFP sẽ trở thành lực lượng chính trị lớn nhất tại quốc hội khóa mới. Trong một diễn biến khác cùng ngày, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal tuyên bố sẽ gửi đơn từ chức tới Tổng thống Emmanuel Macron vào sáng 8 tháng 7 và sẽ thực hiện chức trách tới khi nào cần thiết. Tuyên bố trên được Thủ tướng Atan đưa ra sau khi dữ liệu thăm dò ban đầu cho thấy đảng Phục Hân theo đường lối trung dung của ông và Tổng thống Macron cùng các đồng minh của đảng này đứng thứ hai tại Quốc hội trong cuộc bầu cử vòng 2. Kết quả sơ bộ của bầu cử vòng 2 cũng cho thấy Pháp hiện có vẻ như đang bị mắc kẹt trong một kịch bản quốc hội treo. Theo cựu Thủ tướng Edouard Philip, nước Pháp cần có một thỏa thuận để đảm bảo có được một chính phủ ổn định, đồng thời khẳng định Ông sẵn sàng gánh vác trọng trách này và mời những người khác cùng tham gia. Trong một bài xã luận được đăng trên Newsweek Mỹ mới đây, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã đưa ra cảnh báo những bước leo thang ngày càng tăng của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp với Nga, gây ra những hậu quả thảm khốc. Lời cảnh báo của nhà lãnh đạo Hungary được đưa ra trùng thời điểm ông có chuyến công du đến Nga. Trong bài viết đề cập đến những xu hướng mới nhất liên quan đến NATO, Thủ tướng Orbán lưu ý rằng liên minh quân sự mà Hungary gia nhập 25 năm trước là một dự án hòa bình và một liên minh quân sự để phòng thủ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Hungary cho rằng NATO ngày nay đang xa rời mục đích ban đầu này, mà thay vào đó là theo đuổi chương trình nghị sự tập trung vào các bước đi gây leo thang căng thẳng. Ông Orbán cho rằng, tiếp tục xu hướng này, NATO sẽ dần đi đến chỗ tự diệt vong. Ông lưu ý một số quốc gia thành viên gần đây đã cân nhắc khả năng triển khai một chiến dịch của NATO tại Ukraine. Cuối tháng 2 vừa qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố không loại trừ khả năng triển khai quân đội Pháp tới Ukraine. Đến tháng 5, Estonia và Litva đã gửi tín hiệu sẵn sàng gửi quân tới Ukraine để thực hiện các nhiệm vụ hậu cần và phi chiến đấu khác. Hungary chính thức đảm nhận vị trí Chủ tịch Luân phiên Liên minh châu Âu từ ngày 1 tháng 7 vừa qua và kéo dài cho đến hết năm 2024. Trên cư vực này, nước này đã đưa ra khẩu hiệu làm cho châu Âu vĩ đại trở lại. Thưa quý vị, 10 năm sau khi MH370 của Malaysia Airlines mất tích bí ẩn, những tin đồn về số phận của chiếc máy bay này vẫn tiếp tục lan truyền trên mạng. Một thập kỷ sau khi chuyến bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines cùng 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn biến mất, những tin đồn về số phận của chiếc máy bay mất tích bí ẩn này vẫn tiếp tục lan truyền rộng rãi trên mạng. Tin nóng chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines trở lại sau 10 năm bí ẩn. Hành trình của 239 hành khách là tiêu đề một bài đăng trên Facebook ngày 28 tháng 6. Bài đăng dẫn người dùng đến một bài báo đưa ra tuyên bố tương tự. Với những hình ảnh đáng lo ngại về chiếc máy bay với đường bay từ Kuala Lumpur, Malaysia đến Bắc Kinh, Trung Quốc và hàng chục xác chết trên khoảng máy bay, Bài đăng này đã được gắn cờ như một phần trong nỗ lực của Meta nhằm chống lại tin tức giả mạo và thông tin sai lệch trên New fit Trang Politifact của viện The Pointer khẳng định bài đăng nói trên là sai sự thật. Chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines biến mất khỏi radar kiểm soát không lưu vào ngày 8 tháng 3 năm 2014, đến ngày 7 tháng 7 năm 2024 vẫn chưa được trục vớt. Tất cả 239 hành khách và phi hành đoàn được cho là đã thiệt mạng. Politipak nhấn mạnh, chiếc máy bay vẫn chưa được trục vớt cũng như không trở về nguyên vẹn. Tuyên bố trên mạng cho rằng chuyến bay Malaysia Airlines mất tích đã quay trở lại sau 10 năm là sai sự thật. Ngày 24 tháng 3 năm 2014, Thủ tướng Malaysia Najib Razak thông báo chuyến bay MH370 có thể đã rơi ở Ấn Độ Dương. Hãng tin AP đưa tin tháng 7 năm 2015, một mảnh vỡ được xác nhận là một phần của MH370 giặt vào bờ biển phía tây Ấn Độ Dương. Nhiều mảnh vỡ khác của máy bay đã được tìm thấy kể từ đó. Một số quốc gia đã mở rộng các cuộc tìm kiếm MH370 trong 3 năm, nhưng chính thức dừng lại vào năm 2017. Một công ty tư nhân của Mỹ, Ocean Infinity, đã tiến hành cuộc tìm kiếm của riêng mình vào năm 2018. Và vào tháng 3 vừa qua, các quan chức Malaysia cho biết họ có thể mở lại cuộc tìm kiếm máy bay. Lời kêu gọi tiếp tục tìm kiếm MH370 được đưa ra sau những phát hiện gần đây của một nhóm nghiên cứu từ đại học Cardiff Anh. Nhóm nghiên cứu đã phát hiện tín hiệu dài 6 giây được ghi lại vào khoảng thời gian MH370 biến mất trên màn hình radar. Tín hiệu được ghi lại bằng hydrophone, một loại micro dưới nước được sử dụng bởi các trạm thủy âm trên khắp thế giới để ghi lại tín hiệu âm thanh dưới nước. Mặc dù nghiên cứu của đại học Cardiff không xác định chính xác vị trí của MH370, nhưng đã xác định được tín hiệu âm thanh có thể được tạo ra do máy bay va chạm với nước. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Anthony Clark cho biết, Ocean Infinity công ty đề xuất nối lại cuộc tìm kiếm MH370 có tính đến đầu mối mới này. Đề xuất đang được bộ xem xét trước khi trình lên nội các. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.